Chào các bạn, hôm nay rảnh rang nên cho mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ ôn lại cho các bạn thi hiện tại đơn và thi hiện tại tiếp diễn trong chương trình tiếng Anh lớp 6. Và những cái bạn mà mất gốc tiếng Anh thì cũng có thể học lại, những cái bạn lớp 7, lớp 8 mà mất gốc về cái thi các bạn có thể học lại. Nếu các bạn không hiểu về cái thì cam đoan rằng các bạn không thể tiếp thu được những kiến thức tiếp theo trong cái tiếng Anh, trong ngữ pháp tiếng Anh đó. Vì cái thi rất là quan trọng. Khi mà các bạn hiểu rõ về thì các bạn có thể làm được, các bạn có thể tiếp thu được những kiến thức khác. Ví dụ sau này các bạn học về câu bị động này, câu bị động, câu tường thuật này, những cái đó rất là quan trọng trong tiếng Anh, những trong ngữ pháp tiếng Anh đó. Vì vậy là hy vọng rằng các bạn học thật kỹ vào cái thì, nhất là thì hiện tại đơn. Khi hiện tại đơn hiểu rồi thì các bạn phải hiểu luôn thì hiện tại tiếp diễn và phân biệt được hai cái thì này. Đó là cái nhiệm vụ của chương trình tiếng Anh lớp 6 đó. Phải phân biệt được. Và hôm nay thì sẽ ôn lại cho các bạn và hướng dẫn các bạn làm bài nhé. Rồi, chúng ta cùng ôn tập. Một thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn á, bạn lưu ý diễn tả một thói quen hàng ngày, một thói quen hàng ngày, một sự thật hiển nhiên, một sự thật hiển nhiên, một chân lý. Ví dụ như thế này, ví dụ như là tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Đây là thói quen hàng ngày đấy. Đây là thói quen hàng ngày đó. Và cái câu này sẽ là I get up at 5 o'clock. O'clock every day. Đó, đây là thì tại đơn đấy, hoặc là mặt trời mọc đằng đông, mặt trời lặn đằng tây. Tôi là một học sinh. Cái này được gọi là thì hiện tại đơn, diễn tả một thói quen hàng ngày, một sự thật hiển nhiên, một chân lý. Và một cái thì các bạn phải phân biệt ra, các bạn phải nhận dạng được đó là câu khẳng định. Câu khẳng định. Câu khẳng định ấy, cấu trúc của chúng ta là chủ ngữ. Chúng ta sẽ chia ra hai loại chủ ngữ. Chủ ngữ sau này ký hiệu chữ S nhé, số nhiều sẽ cộng với động từ nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu. Rồi còn chủ ngữ số ít, chủ ngữ số ít thì các bạn sẽ cộng với động từ thêm S hoặc là ES. Đó, chúng ta sẽ ví dụ như thế này, ví dụ như thế này, ví dụ này. Như thế nào gọi là chủ ngữ số nhiều, như thế nào gọi là chủ ngữ số ít, lát chúng ta nói. Bọn họ, đây bọn họ là chủ ngữ số nhiều. Đi học, they go to school every day, họ đi học mỗi ngày. Ở đây các bạn nhìn nhá, đây là chủ ngữ số nhiều, go được gọi là động từ nguyên mẫu đó. Đây là chủ ngữ số nhiều, đây là chủ ngữ số nhiều. Còn go thì là động từ nguyên mẫu đây. Động từ nguyên mẫu này. Nguyên mẫu nha. Rồi, ví dụ thứ hai. Cô ấy go. Chúng ta phải thêm s vào bởi vì she là chủ ngữ số ít. To school every day. Cô ấy đi học mỗi ngày. Chúng ta phân tích này. Trong câu này ấy thì she là đóng vai trò là chủ ngữ trong câu và nó là chủ ngữ số ít. Còn cái từ go mà s go là động từ, là động từ, và chúng ta phải thêm s hoặc là s vào. Trong trường hợp này chúng ta thêm s và go nó sẽ biến thành goes s. Đó, đó là cái thì hiện tại đơn và câu khẳng định. Câu khẳng định đấy. Giờ các bạn lưu ý, lưu ý như thế nào là chủ ngữ số nhiều và như thế nào là chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số nhiều, chủ ngữ số nhiều các bạn lưu ý đó là
đoạn họ này, tôi bạn này, tôi này, tôi mặc dù có một người thôi nhưng mà nó là ngôi thứ nhất số nhiều, chúng tôi này, rồi những con chó mà có sừng sau này đó, hoặc là Lan and Nam này, hai đứa vân vân và vân vân. Những cái thứ mà hai cái trở lên đó là chủng số nhiều. Còn chủng ngữ số ít là cái nào? Chủng ngữ số ít thì bao gồm có anh ấy thì cô ấy, rồi ít là nó đó, Lan chẳng hạn, my sister chẳng hạn, chị gái tôi có một người, my father chẳng hạn, không có sờn sau đó, vân 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 và vân vân. Nó được gọi là chủng ngữ số ít, chủng ngữ số nhiều, các bạn phân biệt nhé. Đó rồi, ok. Câu B, phần B này, câu phủ định. Câu phủ định, câu phủ định là gì? Là câu có cái từ not này này trong câu, và dịch là không. Ví dụ như này, tôi có cấu trúc như sau. Chủ ngữ này, chủ ngữ số nhiều này, các bạn cũng chia ra nhiều ít nhé, cộng với don này, cộng với động từ nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu. Rồi chủ ngữ số ít, chủ ngữ số ít cộng với dần, cộng với động từ nguyên mẫu. Cứ sau trợ động từ nguyên mẫu thôi, do đơ được gọi là trợ động từ và thêm not vào thôi. Chúng ta có ví dụ sau để hiểu bài hơn. Chúng ta sẽ chuyển hai câu bên trên thành câu phủ định, đó là bọn họ, đây là bọn họ đi học mỗi ngày, chúng ta sẽ chuyển thành bọn họ không đi học mỗi ngày. Chuyển như sau. Đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta phải có don't, go, to, school, every day. Câu thứ hai, cô ấy không đi học mỗi ngày. She là chủ ngữ số ít, chúng ta phải xài doesn't. She doesn't và go không có er nữa, bởi vì go động từ nguyên mẫu nhá, là không có gì cả. Go to school every day. Đó, các bạn lưu ý nha, don't go này, don't go và doesn't go này, don't go và doesn't go. Đây được gọi là câu phủ định đấy. Rồi, câu tiếp theo đó là câu nghi vấn. Câu nghi vấn là gì? Câu nghi vấn hay còn gọi là câu hỏi. Câu hỏi thì thường nó có dấu gì đằng sau, dấu chấm hỏi đằng sau. Cấu trúc này, đối với chủ ngữ số nhiều, các bạn mượn trợ động từ đến trước nhé, để trợ động từ do. Chủ ngữ số nhiều, mà nhớ sau động từ, sau trợ động từ là luôn là động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu, chấm hỏi này, theo chấm hỏi cuối câu, the cộng chủ ngữ số ít, chủ ngữ số ít cộng với động từ nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu chấm hỏi đó. Và chúng ta sẽ chuyển hai câu bên trên sang câu nghi vấn như sau. Là bọn họ đi học mỗi ngày phải không? Do, đây là chủ ngữ nhiều, chúng ta sẽ do. Do they go to school every day chấm hỏi. Rồi câu tiếp theo, câu tiếp theo là the day, không phải the day mà the she, câu thứ hai đó, cô ấy đó, the she go nguyên mẫu này, to school every day chấm hỏi nhá. Và hai câu này các bạn dịch như sau này: bọn họ đi học mỗi ngày phải không? Và nếu phải, chúng ta trả lời là yes they do, mà không phải là no, they don't. Đấy. Còn câu dưới ấy, muốn trả lời như sau: cô ấy đi học mỗi ngày phải không? Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Đó, nha, ok. Và khi học thì các bạn phải học dấu hiệu. Dấu hiệu của mỗi cái thì đó, mỗi thì có một dấu hiệu riêng. Đó. Khi trong câu có các trạng từ, đó là often là thường xuyên, often là thường xuyên, usually là luôn luôn, luôn luôn, sometime là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng, sometime là thỉnh thoảng. Ok,
Every day, every week, every month, every year, vân vân là mỗi ngày này. Rồi có từ gì nữa? Never là chả bao giờ. Không bao giờ. Rồi có từ always. Luôn luôn, cũng như là luôn luôn này. Đấy. Đó là dấu hiệu. Dấu hiệu của thì hiện tại đơn các bạn học thuộc nhá. Đó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài về thì hiện tại đơn này. Rồi, hiện tại đơn present simple tense. Nhớ hiện tại đơn các bạn nhớ chia ra khi bạn nhìn thấy động từ to be này thì các bạn sẽ nghĩ nó tới là am hay i hay a. Được chưa? Nghĩ ra am ia các bạn không làm theo nguyên tắc lúc nãy các bạn chỉ cần là am ia thôi. Rồi, ai ai sẽ đi với am. He, she, it hoặc là la những chủng có số ít sẽ đi với y. They, you, we và những danh từ số nhiều sẽ đi với a. Ok, rồi ai thì đi với am này. Rồi, cô ấy không học vào ngày thứ sáu. Bây giờ cô ấy là chủ ngữ số ít mà not là câu phủ định. Bây giờ chúng ta coi câu phủ định đây. Chủ ngữ số ít cộng doesn't cộng động từ nguyên mẫu này, nhìn thấy chưa? Chủ ngữ số ít cộng doesn't cộng động từ nguyên mẫu. Vậy thì câu này làm như thế nào? Doesn't trước thì đã rồi tính. Doesn't động từ nguyên mẫu là study. Xong. Rồi, các bạn nhìn thấy be not. Be not có nghĩa là am not hoặc là e not viết thành isn't hoặc là an not viết thành an dễ òm. My student có sơ đằng sau là chủ ngữ số nhiều thì ở đây các bạn xài a và thêm not vào. Ok. Rồi, các bạn lưu ý khi các bạn nhìn thấy have thì nó sẽ có dạng have hoặc has, chủ ngữ số nhiều đi với have, chủ ngữ số ít đi với has, he thì đi với has thôi. Rồi, ai thì đi với have này. Được chưa? Chủ ngữ số nhiều đi với have. Rồi, câu này là câu hỏi, các bạn nhìn thấy chấm hỏi hay không? Chấm hỏi. Động từ thường không phải to be và đây chấm hỏi, đây là câu nghi vấn của hiện tại đơn, chúng ta coi này. Câu nghi vấn của hiện tại đơn. Câu nghi vấn của hiện tại đơn, chủ ngữ số gì? Chủ ngữ số ít, C là chủ ngữ số ít. Đó, vậy chúng ta làm sao? Đây, the cộng chủ ngữ số ít cộng động từ nguyên mẫu, dễ không? Rồi chúng ta làm như thế này. Ở đây the để đầu câu này. Và động từ nguyên mẫu ở đây sẽ là live. Vậy chúng ta sẽ đọc toàn câu the she live in a house. Đúng không? Dễ không? Rồi, ok. Rồi cho thêm một vài bài nữa. Bài tập này. Chia động từ ở trong ngoặc nhé. Câu 1 she she có từ go to school by car, cô ấy đi học mỗi ngày bằng xe ô tô, kinh khủng không? Rồi câu 2. Câu 2 nè. Câu 2. They often drink tea after dinner. Rồi câu 3. My father often get up early. My parents often get up early. See brush her teeth 3 times ở đây. Rồi ta chia thử coi nè. Câu này nhá. Câu 1 là gì? Cô ấy đi học bằng xe ô tô. Cô ấy là chủ ngữ số ít. Go phải thêm e sợ vào. Câu số 2, bọn họ uống trà, bọn họ thường uống trà vào sau bữa tối. Đây là hiện tại đơn mà chủ ngữ đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta giữ nguyên động từ gọi là động từ nguyên mẫu là the drink. Câu tiếp theo, bố của tôi thường dậy sớm, bố của tôi là chủ ngữ số ít thì chúng ta phải thêm sờ sau động từ thường. Rồi, bố mẹ của tôi là chủ ngữ số nhiều thì cái từ get của chúng ta giữ nguyên. Cô ấy là chủ ngữ số ít, cô ấy là chủ ngữ số ít. Chưa? Cô ấy là chủ ngữ số ít ấy, thì phải làm sao?
À, thì ở đây sẽ là thêm sờ e sờ vào, thêm sờ e sờ vào cái gì, thêm sờ e sờ vào động từ brush, nó kết thúc là chữ sờ hờ cho nên chúng ta thêm e sờ chứ không phải thêm sờ. Ok. Đó. She brushes her teeth three times a day. Ok. Rồi nếu mà cho câu số 6, she not brush her teeth three times ở đây, cô ấy không đánh răng 3 lần một ngày. Cái này là câu có not trong câu thì các bạn phải làm sao? À, các bạn đây là câu phủ định, các bạn phải mượn don't hoặc là doesn't. She là chủ ngữ số ít thì các bạn phải để doesn't ở đây. Doesn't cộng động từ nguyên mẫu. Doesn't brush. À, doesn't brush. Rồi, câu số 7 này. What? Chấm chấm chấm. She got to do. Không, à, cô ta do đi, làm gì trong thời gian rảnh? In her free time. Cô ấy làm gì trong thời gian rảnh? Các bạn lưu ý, đây là câu hỏi, các bạn phải mượn trợ động từ để chỗ này. She là chủ ngữ số ít, chúng ta xài the. Và động từ nguyên mẫu ở đây là do. Đó, thấy không? What does she do in her free time đấy? Ok, rồi. Bài tập 2. Chuyển sang phủ định và nghi vấn. Chuyển sang phủ định và nghi vấn và câu hỏi. Câu số 1. She get up early every day. Chúng ta chuyển sang câu phủ định như sau. She doesn't. Doesn't get up early every day. Chuyển sang câu vấn nghi vấn như sau. Does she get up early early every day chấm hỏi. Đó là câu 1. Câu số 2. Bọn họ they go to school 5 days a week. Họ đi học 5 ngày một tuần. Đây là hiện tại đơn này, chúng ta chia như sau này. Chuyển sang câu phủ định là đây chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ don't. They don't go to school 5 days a week. Câu số 2 là do they go to school 5 days a week chấm hỏi. Đó, dễ không? Rồi, các bạn sang cái thì tiếp theo. Đó là thì hiện tại tiếp diễn nha. Thì hiện tại tiếp diễn khi cấu trúc này. Thì hiện tại tiếp diễn ấy thì sao? Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói. Đang xảy ra tại thời điểm đang nói. A, câu khẳng định. Câu khẳng định các bạn. Chủ ngữ cộng với am hoặc y hoặc a cộng với động từ thêm ing. Ví dụ như sau. Cô ấy đang ăn sáng hay là cô ấy đang đang gì, đang đánh răng. Của ấy bây giờ cô ấy đang đánh răng. C phải đi với y với từ brush thêm ing vào. Brush thêm ing vào thành brushing her teeth. Nào, bây giờ cô ấy đang đánh răng. Anh ấy hay là bọn họ đang xem tivi. They are watching TV now. Hay là tôi đang xem tivi. I am watching TV now. Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Nó phải có amia cộng động từ thêm ing nha. Rồi, phần B. Đó là câu phủ định. Câu phủ định thì các bạn chỉ cần thêm not sau to be. Thêm not sau to be thôi. Vậy chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với am, y, a cộng với not cộng với động từ thêm ing. Ví dụ câu bên trên sẽ là she isn't brush
Brush, Sing Her Tears Now, hoặc là Day An Not, là thêm Not vào, là Day An Watching TV Now, Watching TV Now. Rồi, câu tiếp theo, I am not, không viết tắt được, I am not watching TV now. Đó là câu phủ định. Rồi, C là câu nghi vấn. Câu nghi vấn hay còn gọi là câu hỏi. Đưa to be ra đầu câu. Đưa to be ra trước chủ ngữ. Ra trước chủ ngữ thôi. Và công thức như thế này, chủ ngữ cộng, không phải chủ ngữ mà là an hoặc y hoặc là a, sau đó cộng với chủ ngữ, sau đó cộng với động từ thêm ing và thêm chấm hỏi cuối câu. Ví dụ cô sẽ chuyển các câu bên trên, mình sẽ chuyển các câu bên trên sang câu nghi vấn, đó là y đằng trước. E C brush sing her teeth now, thêm chấm hỏi. Rồi a đây watching TV now, chấm hỏi. Hoặc là I am, các bạn chuyển thành are you watching TV now, chấm hỏi nhé. Rồi, các bạn nhớ cấu trúc. Và chúng ta phải học thêm dấu hiệu để chúng ta phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Dấu hiệu hiện tại tiếp diễn. Trong câu có các từ sau: now, bây giờ. Rồi, right now cũng là ngay bây giờ. Ngay bây giờ. At the moment. At the present. Ngay lúc này. Rồi, at this time cũng là ngay lúc này. Rồi, today. Rồi, dấu chấm than. Rồi, chúng ta cùng làm bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Rồi, câu 1 này. Chúng ta có từ see. Cô cho mình cho từ go to school now. Câu số 2. Đây. Xem TV. Câu tiếp theo, at the moment, my father, ăn sáng, bố tôi đang ăn sáng. Rồi, mẹ tôi đang nấu ăn, my mother. Rồi, lúc, con chim đang hát. The bird, thêm sờ vào nhé, số nhiều này. Câu tiếp theo, what chấm chấm chấm, xong có từ you, xong có từ do, xong có từ now, chấm hỏi. Rồi see, xong rồi not, xong rồi cho từ what nữa, xong rồi TV, xong rồi now. Bây giờ chúng ta cùng làm bài này. Cùng làm bài nhé. Câu này các bạn nhìn này, now là dấu hiệu của thể hiện tại tiếp diễn. Vậy chúng ta phải chia là chủ ngữ cộng với am ia cộng động từ thêm ing. Ở đây các bạn lưu ý, see thì với y, vậy là see, y và go thêm ing vào. Viết tiếp các đoạn đằng sau, see you going to school now. Câu tiếp theo đó là bọn họ là chủ ngữ số nhiều, chúng ta phải a và cái từ watch này thêm ing vào là watching TV now. Rồi câu tiếp theo, các bạn phải chia là gì? Ngay lúc này bố tôi đang ăn sáng. Bố của tôi là chủ ngữ số ít. Cái từ having nữa. Have bỏ e đi thêm ing vào. Câu tiếp theo, mẹ của tôi bây giờ đang nấu bữa ăn tối. Thì như thế này, mẹ của tôi là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ y và cook thêm ing vào. Đang nấu ăn tối. Nhìn kìa, những con chim đang hót trên cây. Con chim mà số nhiều chúng ta sẽ a và sing thêm ing vào là singing. Bây giờ câu này hơi phức tạp một tí, bởi vì đây là câu hỏi. Câu hỏi thì các bạn phải chú ý, các bạn phải mượn để y đằng trước, đó là you thì là sẽ a, what are you, do thêm in vào, doing now, chấm hỏi. Rồi câu tiếp theo, đây là câu phủ định bởi vì nó có not nè,
là các phủ định thì các bạn chú ý thêm sau to be thôi. C thì đi với y, vậy sẽ là y not là isn't, và what thêm in vào phải nguyên mẫu đâu nhá, y watching. Rồi bây giờ chúng ta sang bài tập này. Chia động từ trong ngoặc thì hiện tại tiếp diễn này. Bây giờ lưu ý not là các phủ định, tron là chủ ngữ số ít, y xài y, thêm not vào là isn't và rick thêm in vào thôi. Câu tiếp theo, tối nay bạn sẽ làm gì vào tối nay? Ở đây sẽ là you sẽ a này, what are you doing now. Câu tiếp theo, Jack và Peter, Jack và Peter là hai thằng sẽ a và working, được chưa? Rồi not là câu phủ định, câu phủ định đây là số ít, chủ ngữ số ít thì y, y not là isn't, listening. Rồi tiếp theo, Marie là số ít, chúng ta xài y và sit thêm in vào gấp đôi chữ tờ nhá, sitting. Ở đây sẽ là gì? You xài a, study á, study thêm in vào studying. Rồi câu này anh ta luôn luôn làm ồn ban đêm, câu này là hiện tại đơn, chúng ta thêm giờ vào thôi. Where is your husband, chồng bạn đâu rồi? Rồi hôm nay cô ấy đang đeo bông tai, she wearing. Thời tiết thì đang lạnh hơn vào mùa này, vậy là thời tiết số ít này, y get thêm tờ vào, getting. Nhưng đứa trẻ là số nhiều sẽ a, và bọn họ đang chơi, they are playing. Lúc chấm than là hiện đã tiếp diễn, the bus is coming, bỏ e đi nha. Tiếp theo chia hai thì này, at the moment là tiếp diễn, và ở đây sẽ là y playing. Rồi often là hiện tại đơn, mà we là số nhiều, vậy giữ nguyên này. Now là tiếp diễn, vậy là tiếp diễn I am talking này. Lúc chấm than là tiếp diễn, tiếp diễn chúng ta xài amia cộng động từ thêm in, mà hai đứa xài a, what thêm in vào là watching. Rồi every weekend, các bạn lưu ý every weekend là dấu hiệu của thì hiện tại đơn nhá, cho nên chúng ta chú coi chủ ngữ số nhiều hay số ít rồi chúng ta chia tiếp. Olivia là một đứa là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta thêm sờ vào sau chữ visit. Rồi bây giờ now là hiện tại tiếp diễn này, các bạn thấy từ now không? Now là hiện tại tiếp diễn, cho nên ở đây các bạn phải chia là mặt trời là số ít, chúng ta xài y shining, đang chiếu sáng đó. Sometime, câu tiếp theo các bạn nhìn thấy từ sometime thì đây là hiện tại đơn. Hiện tại đơn các bạn chú ý cái chủ ngữ số nhiều hay ít, đây là chủ ngữ số nhiều thì chúng ta giữ nguyên động từ thường. Rồi listen chấm than là hiện tại tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn. Ban nhạc là chủ ngữ số ít, chúng ta phải xài y playing. Rồi tiếp theo, bạn đi học bằng xe đạp phải không? Đây là hiện tại đơn, hiện tại đơn, nó hiện tại đơn nhá. Hiện tại đơn các bạn phải vẫn do đơ để trước này, câu hỏi này do thì do you nè, xong go nguyên mẫu nè. Rồi every morning là dấu hiệu của hiện tại đơn, chủ ngữ số ít thêm sờ vào đó. Rồi đã 7 giờ rồi và họ đang bây giờ đang đi học. Now là hiện tại tiếp diễn, đây đi với a, đây a going. Rồi ông này ăn ở nhà hàng và mỗi chủ nhật, every Sunday là dấu hiệu của hiện tại đơn, chủ ngữ số ít thì thêm sờ vào. Lúc chấm than là hiện tại tiếp diễn, men là số nhiều như hình này thì xài a và wearing. Con mèo chả bao giờ nhảy lên cái bàn bếp, never là dấu hiệu hiện tại đơn, con mèo là chủ ngữ số ít cho nên thêm giờ vào. Bố của tôi không hút thuốc nhưng mà chú của tôi hút rất nhiều, đây là sự thật hiển nhiên, hiện tại đơn, bố của tôi là chủ ngữ số ít, not là câu phủ định, vậy chúng ta phải mượn trợ động từ doesn't nha, doesn't động từ nguyên mẫu này, doesn't smoke. Cái này always là luôn luôn là hiện tại đơn, mà chủ ngữ số ít thì chúng ta thêm giờ vào. Động từ to be thì dễ om, ít thì đi với y. Rồi Sally ra khỏi giường, mở cửa sổ và đi tới phòng tắm, sau đó cô ta ăn sáng. Đây nói về sự thật hiển nhiên, ghép thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít, chủ ngữ số ít open thêm sờ vào, go cũng thêm sờ vào. Rồi C thì đi với has. Câu tiếp theo, at the moment là hiện tại tiếp diễn, moment viết sai này, cho nên ở đây sẽ là y và ở đây sẽ là having. Tiếp theo, sau bữa ăn sáng, Sally luôn luôn đạp xe tới trường. Từ luôn luôn thì chúng ta biết rồi, thì hiện tại đơn, chủ ngữ số ít, thêm sờ vào. Sau giờ học thì bọn họ về nhà, hiện tại đơn, sự thật hiển nhiên, chủ ngữ số ít, go thêm sờ. Usually là hiện tại đơn nhé, chủ ngữ số ít xài has nè, have chuyển thành has nè, biến hình nha. Rồi
vào buổi chiều, cô ấy đầu tiên cô ấy làm bài tập về nhà. Đây là sự thật hiển nhiên, chúng ta xài the, bởi vì she là chủ ngữ số ít, thêm s vào. Sau đó cô ta đi gặp bạn bè trong công viên, chủ ngữ số ít thêm s vào. Now là hiện tại tiếp diễn, cho nên ở đây các bạn phải xài động từ to be cộng động từ thêm ing, đó là what is, và ở đây động từ thêm ing vào là doing. Cô ấy không chơi đàn guitar nhưng cô ấy chơi đàn piano. Đây là sự thật hiển nhiên, mà câu phủ định thì chúng ta phải mượn trợ động từ, đó là doesn't play, và đằng sau play thêm sir bởi vì she là chủ ngữ số ít. Rồi bạn bè, những người bạn của cô ấy đang nghe nhạc và một vài người thì đang hát theo. Ở đây số nhiều chúng ta xài a mà hiện tại tiếp diễn nhá, bởi vì nó có đằng trước là tiếp diễn rồi thì đằng sau phải là tiếp diễn sing in. Tiếp theo, taxi đợi họ, bây giờ taxi đang đợi họ. At the moment là dấu hiệu của thể hiện tại tiếp diễn, taxi là chủ ngữ số ít cho nên chúng ta sẽ viết là e waiting. Rồi always là họ, anh ta luôn luôn giúp đỡ ông bà việc nhà. Always á, là dấu hiệu của thể hiện tại đơn cho nên từ have thêm sờ vào khi chủ ngữ số ít mà. Never là dấu hiệu của thể hiện tại đơn, đây là chủ ngữ số nhiều, giữ nguyên động từ thường. Listen chấm than là dấu hiệu của thể hiện tại tiếp diễn cho nên phải là amia cộng động từ thêm ing, đó là e playing. Rồi every Sunday là dấu hiệu của thể hiện tại đơn, mỗi chủ nhật hiện tại đơn nhá, cho nên là cái từ was này thêm s vào. Xin đi đâu rồi, khi nào có câu mà xin đi đâu rồi, cô ta đang trong phòng đang tắm, vậy ở đây sẽ là hiện tại tiếp diễn she is having. Tiếp theo, bố của tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ gần sông, đây là hiện tại đơn, bố của tôi là chủ ngữ số ít thêm sờ vào bởi vì anh ta thích bơi, cũng là sự thật hiển nhiên, thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít. Every morning là dấu hiệu của thì mỗi sáng là thì hiện tại đơn, mẹ của tôi đi bộ trong công viên, mẹ của tôi là chủ ngữ số ít cho nên chúng ta thêm sờ vào. Rồi usually là hiện tại đơn mà đây là câu hỏi thì chúng ta phải mượn động từ đằng trước, đó là do you usually và động từ nguyên mẫu này. Be careful mà chấm than như thế này là cẩn thận đó, giáo viên đang nhìn bạn đấy. Đây là hiện tại tiếp diễn phải có e looking. Rồi mẹ của bạn tập thể dục mỗi ngày phải không? Every day là dấu hiệu của thể hiện tại đơn mà đây là câu hỏi thì các bạn phải để trợ động từ ở đây. Mẹ của bạn là chủ ngữ số ít, chúng ta phải xài the và ở đây động từ nguyên mẫu là do. Tiếp theo, y động từ to be thì chia theo chủ ngữ thôi, ít thì đi với y. Often là dấu hiệu của thể hiện tại đơn cho nên từ go chúng ta thêm s vào. Rồi bạn đang tìm Peter hả? Tôi nghĩ là anh ta đang đọc sách trong thư viện. Ở đây là hành động đang xảy ra bởi vì đằng sau đây là tiếp diễn rồi thì đây là tiếp diễn này. Vậy là are you gì? Looking. Are you looking for Peter? Mẹ của tôi bây giờ đang nấu ăn trong bếp. Các bạn lưu ý cái từ at the moment là dấu hiệu của từ hiện tại tiếp diễn. Mẹ của tôi là cooking. Tiếp theo, chúng ta hãy giúp cô ấy nhé. Đằng sau let là động từ nguyên mẫu, chúng ta viết này nhé. Các bạn lưu ý này, ở đây nó đưa cái từ này vào, let cộng động từ nguyên mẫu. Rồi, cô ta không muốn cà phê, ở đây còn not thì chúng ta xài doesn't thôi. Doesn't want. Cô ta muốn trà, cô ta là chủ ngữ số ít, chúng ta thêm sờ vào want. Not go này, don't go này, người ta chia sẵn rồi này. Đây là chủ ngữ số nhiều mà câu phủ định như này thêm don't go nha. Like ai là chủ ngữ số nhiều, like giữ nguyên. Usually là chủ ngữ, when usually là hiện tại đơn, he là chủ ngữ số ít, go thêm s. Nhờ ông Brown làm nghề gì? Đây là hiện tại đơn. Bà Brown chứ là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ the ở đây và do ở đây. What does your father often do này? Mấy câu này chia hết rồi nè. Lúc chấm than là hiện tại tiếp diễn cho nên ở đây sẽ là e climbing. Câu tiếp theo, đây là chủ ngữ số nhiều, play giữ nguyên bởi vì ở đây là thì hiện tại đơn. Và now, hai câu này hai vế này, họ họ chơi bóng chuyền mỗi buổi chiều nhưng bây giờ họ đang chơi badminton. Họ đang không chơi badminton nữa. Bây giờ now câu đằng sau là tiếp diễn, câu đằng sau là tiếp diễn, câu đằng trước là đơn. Tiếp diễn thì phải là e not playing. Rồi, now là tiếp diễn này. Câu số 49, nào là tiếp diễn, cho nên cái gì? Nào là tiếp diễn, cho nên ở đây phải làm sao? E-learning và am reading. Often là đơn, cho nên have chuyển thành has. Động từ to be thì chỉ là e, am, ea thôi. Tiếp theo, usually là động từ thêm ing, cho nên là go thêm s vào. Bởi vì he là chủ ngữ số ít, he là chủ ngữ số ít, often là hiện tại đơn, vậy go thêm s. Nhưng mà câu đằng này, vế đằng sau, at the moment. At the moment các bạn lưu ý. At the moment là thì gì?
At the moment là hiện tại, tiếp diễn, cho nên ở đây sẽ chia là egoing. Rồi, every morning là hiện tại đơn, cho nên ở đây xài the. 6 days a week, nói về sự thật hiển nhiên, thói quen hàng ngày, cho nên ở đây xài go as a. Chúng tôi không đi bơi vào mùa đông, ở đây là hiện tại đơn, sự thật hiển nhiên, hiện tại đơn, cho nên ở đây xài don't go bởi vì có not. Often là hiện tại đơn, cho nên go thêm as a. Now là hiện tại tiếp diễn, now là hiện tại tiếp diễn, cho nên ở đây chia a doing, hiện tại tiếp diễn nhé. Mẹ của tôi thích trà đá, vậy ở đây mẹ của tôi là chủ ngữ số ít, like thêm sờ. Never là hiện tại đơn, cho nên go thêm as a. Và ở đây có not thì phải xài là don't have a. Rồi, mời các bạn làm bài tập về nhà. Chia động từ dưới đây ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn này. Đó, cho các bạn làm đó. Đó, toàn bộ bài của các bạn đây, 18 câu nhé. Chúc các bạn làm tốt nhé. Làm xong rồi để đáp án phía dưới mình sửa cho nếu bạn nào muốn sửa. Ok, goodbye.